Chào các bạn, hôm nay là 30 Tết rồi. Mình đang có mặt tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh để quay cho các bạn xem một số các cái cây mai vàng đang được triển lãm, trưng bày và thi ở đây. Trước mắt các bạn là tác phẩm mai vàng đã đạt giải vàng của cái hội Hoa Xuân Tao Đàn năm nay 2011, Xuân Tân Sửu các bạn. Theo mình ước tính thì cây này cao tầm khoảng 3 mét các bạn. Cây này có bộ đế rất là đẹp và ra hoa cũng gần như là kín hết cả cây rồi. Bộ đế trải rất là đẹp các bạn. Mình quay từ dưới lên trên để các bạn xem rõ hơn về cái tàn của cái tác phẩm mai này. Hoa rất là nhiều các bạn. Hoa nở vàng rực. Thì trong cái triển lãm của năm nay mình thấy có khá là nhiều tác phẩm mai, nhưng mà mình chọn một số tác phẩm đẹp để mà quay gửi cho các bạn xem. Tiếp theo là mình mời các bạn xem một tác phẩm mai vàng khác các bạn. Đây cũng là một tác phẩm đạt giải tại cái hội thi năm nay. Tác phẩm mai vàng này thì nó có dạng thân, có dạng hình thú các bạn. Và hoa cũng rất là nhiều. Mình quay kỹ cái phần thân đế để các bạn xem. Và đây là một tác phẩm đạt giải khuyến khích của Hội Hoa Xuân năm nay nha các bạn. Một tác phẩm mai khác các bạn. Đây là một tác phẩm mai trắng, không phải mai vàng. Và đây cũng là một tác phẩm đạt giải của cái hội thi năm nay. Tác phẩm mai này thì mình thấy có đường thân rất là quái. Cây được làm theo kiểu dáng trực và phong cách tàn thiên nhiên nha các bạn. Các bạn xem kỹ cái đường thân của tác phẩm này. Tiếp theo mời các bạn xem một tác phẩm mai trắng khác cũng đạt giải tại hội thi năm nay.
Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đón thêm các video tiếp theo của mình tại hội thi năm nay. Cảm ơn các bạn.